Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hỏi anh một xíu về hai cái game hồi nãy anh chị chơi xong mình biết là thật sự là lẽ lại. Xong cái vụ này thì nó được không? Ở đây nó nóng kinh khủng nóng quá. Chị là người nghe em mà chị cũng chưa quen với cái nóng hơn người em. Nên cùng nữa chứ mình ở đâu nha. Chứ bởi khi đi ra nặng đi. Nhưng mà quý vị công nhận không? Trời xử nghệ á, nghe là tĩnh càng nóng tương nào thì con gái nghe là tĩnh càng đẳng tương đấy. Ví dụ như em này, nghe anh Phong ở đây rất trân tính cảm ơn anh ấy, mình gần nghe anh xin. Hồi xưa đi học qua đạp xe trở trời nóng đi có đạp xe. Ngay mấy cái số cứ đi đi bê bê vẫn đứng, nhưng mà quan trọng nhất là vui bởi vì ba con cổ vũ quá hoành tráng. Hết ông lên cổ vũ ông lên hay nghệ sĩ lại càng tích cực để thi. Thật ra thì cho thêm mới chơi dán nhưng mà hôm nay phải chơi dán. Bởi vì thì sợ là không có đủ giấy thì là mọi người không có được qua, không được thưởng, được giảm giá. Ê, nước chảy đấy, đấy cũng để là nước là mờ đấy các bạn ơi. Mờ chảy à. Rồi, hồi nãy cái game 1 á, được ăn á, chị thấy thế nào ha? Đó, mình chơi cái game 1 nãy mình được ăn á, mình thấy thế nào? Game 1 ăn là được nha, nhưng mà Thúy không, Thúy sợ không có đủ dây nên Thúy cũng có ăn nha. Còn mình thì mình cảm thấy cái trò một ấy ngoài được ăn nhưng mà mình cảm thấy rất là thích và ý nghĩa. Đó là cái sản phẩm nông sản của địa phương, của bà con nhân dân lao động trồng trên cái mảnh đất của quê hương mà có những cái trái ngọt như thế. Hy vọng rằng đấy sẽ là cái đặc sản về cái sản phẩm nông nghiệp để cho bà con phát triển kinh tế thu nhập bằng chính cái sức lao động của mình và bằng chính cái sản phẩm của quê hương. Chúng dứa ngon hay. Nó thật sự luôn. Rất ngon luôn đấy. Nhưng mà ăn rồi nó lòi hồng rồi. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.